anh chị ạ? Học Huấn ngay không? Bạn ơi, học Huấn gì đâu, mình không học anh Huấn cái gì cả. Bạn đừng lôi vào anh Huấn vào cái cuộc trò chuyện của mình đi bạn ơi, nhá. Bạn đừng lôi anh Huấn, đấy, lôi vào cái câu chuyện của mình đi. Bạn thích mà bảo công kích mình với anh Huấn thì tôi đã bảo rồi. Cái ngày mà anh Huấn anh điện tôi rồi, không bao giờ tôi nói xúc phạm đâu anh Huấn làm gì cả. Đừng có lôi anh Huấn vào trong cái cuộc nói chuyện của tôi làm gì cả, bạn hiểu không? Con người bây giờ bạn hãy học cái cách văn minh đi. Đừng chọc gậy bánh xe. Tôi nói rồi, đời này sợ nhất ân tình, sợ người tốt quá, sợ gì lưu manh. Bạn hiểu không? Đấy, con người bạn bỏ cái tính đấy đi nhá. Bỏ cái tính kích bác đấy đi, hiểu không? Đấy. Bỏ cái tính kích bác đấy đi. Đấy. Hiểu không? Sống sang lên bạn nhá. Đừng đi kích bác người khác làm gì cả. Bản thân mình chưa lo được đi kích người khác làm mà đéo gì. Ngụy nhân quân tử, bạn hiểu không? Đừng bỏ cái tính đấy đi, bạn gì ở đấy nhá. Anh chị đi qua chị cho em xin follow. Còn anh em mình bây giờ cứ đành nhận thôi, không cho nhau được cái gì thôi. Đừng gây hận thù với nhau làm gì cả. Đừng gieo cho nhau những cái tiêu cực làm gì hết. Huấn nó mạnh lắm, không theo được nó đâu. Đây là việc của anh đấy, anh nhiều tiền, việc của anh đấy. Mình ít tiền, mình sống kiểu ít tiền. Nhiều tiền, mình sống kiểu nhiều tiền. Nhu cầu cuộc sống mình sao, mình sống vậy. Giàu thì ai chả thích, nhớ. Mình cũng thích giàu, đến ở đây có 800 anh chị là ai chả thích giàu. Nhưng cơ nghiệp nó chưa đến, duyên số nó chưa đến. Đấy, tuổi năm nay em ít hơn anh ông anh Huấn là bao nhiêu tuổi nhỉ? 11 tuổi, em còn 11 năm phấn đấu. Lúc đấy em có biết được là ai hơn ai hay không thì em ít hơn anh Tuấn là 11, anh Huấn là 11 tuổi. Đấy, anh Huấn anh ấy sinh năm 85 thì em sinh năm 94, ít anh Huấn 11 năm. Đến bây giờ anh Huấn anh thành công, hiểu không? Anh rất nhiều tiền rồi, em còn 11 năm phấn đấu. Thế giờ em hỏi mọi người là đến 11 năm đó phong độ ai hơn ai, cùng với lứa tuổi với nhau thì mình mới nói được chứ, đúng không mọi người? Đấy, đúng không anh em? Đúng không ạ? Đúng không mọi người? Đấy, bây giờ em là em ít hơn anh Huấn 11 tuổi, đúng không mọi người? Thì em còn 11 năm phấn đấu nữa. Đấy, lúc đấy anh Huấn anh có giữ được cái đẳng cấp anh đấy, hoặc là em có vươn lên được nữa, thì lúc đấy là anh em cùng một lứa tuổi như nhau thì mình mới đánh dấu cái mức của mình được. Ít hơn có 9 tuổi không á? Phải chứ, mấy tuổi nhỉ? Em ơi, 94 với cả 85. À ok ok, 9 tuổi anh chị, 9 tuổi chị. 9 tuổi. Em học toán hơi rốt. 11 năm của mày bằng Huấn 1 tháng, kể cả tôi bằng anh Huấn 1 ngày cũng được bạn. 11 năm của tôi mà bằng 1 ngày của anh Huấn, kể cả bằng 1 năm của anh Huấn thì tôi bằng 1 ngày cũng được bạn ạ. Tôi không tiêu cực được bạn ơi. Đấy, tôi không tiêu cực được bạn ạ. Đấy, tôi chỉ thích là tôi hai đứa hòa thuận trước. Từ ngày xưa rồi anh chị đấy, lâu nay anh chị đấy nhìn em xúc phạm gì anh Huấn không ạ? Chưa một câu đèo xíu, chưa một câu xúc phạm anh Huấn. Đấy là từ cái ngày anh Huấn anh ấy điện cho tôi. Đấy, điện cho em là từ cái ngày đấy thì là anh em đã có giao ước với nhau không nên xúc phạm nhau trên không gian mạng. Đấy, nhất là liên quan đến cha mẹ là không nên nói chuyện như thế với nhau nữa. Là từ cái ngày đấy em giữ nguyên quân tử. Đấy, anh em bảo giữ nguyên lời đấy, không chửi anh ấy một lần, không chửi anh ấy một lần. Đấy, mà anh ấy đến trước rồi đến sau, ai làm được bây giờ cũng không quan trọng nữa, để tập trung gia đình mình thôi. Cái gì bom bóp quán anh ấy cái gì bom quán hát anh ấy nói vậy, ok nói nhiều làm gì. Tùng Dương ơi, ai nói xấu thì bổ qua bên. Không, nếu lúc em không chỉ nói là tâm sự anh em mình thôi. Đấy, đây là em cũng tâm sự với mọi người như thế thôi, mọi người hiểu không? Chứ không phải là em kể lể hay gì cả, anh em mình vui vẻ thôi. Câu hỏi của mọi người thì em cũng trả lời thôi. Tại vì em không trả lời nhiều mọi người ấy, thì mọi người lại nghĩ là em khinh mọi người, hoặc là con người em cau khẩu.